chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Coder, thì được mệnh danh là laptop gaming quốc dân vì có quá nhiều người dùng và cứ nhắc đến laptop gaming ngon, bổ, rẻ thì không thể không nhắc đến Acer Nitro 5. Thì đây lại là Acer Nitro 5 nhờ một video khác, phiên bản nâng cấp hơn với sự ra mắt của Huyền 11. Về thiết kế thì Nitro 5 không có gì thay đổi cả, một sự nhận diện thương hiệu rõ ràng luôn. Chỉ cần nhìn thôi thì ai cũng biết đây là Acer Nitro 5, nhưng mà mình vẫn sẽ nói qua về phần thiết kế này. Toàn bộ máy thì được làm bằng nhựa với thiết kế thể thao đậm chất gaming đến từ Acer. Đen và đỏ thì vẫn là hai màu chủ đạo đặc trưng của Nitro 5. Phần khe thoát gió tản nhiệt thì vẫn được Acer bố trí ở dưới, được trang bị hệ thống quạt kép này, 4 khe thoát gió tản nhiệt xung quanh, kết hợp cùng với công nghệ là Acer Cool Boost và ứng dụng là NitroSyn thì các bạn có thể dễ dàng theo dõi nhiệt độ và điều chỉnh được hệ thống tản nhiệt. Và bên trong thì sẽ là màn hình 15,6 inch Full HD, tấm nền IPS, tần số quét sẽ là 144 Hz, cực kỳ ổn khi chơi game có độ FPS cao. Độ bao phủ màu sắc lên tới 64% sRGB, 43% Adobe RGB và với 144 Hz thì các bạn sẽ chơi game và giải trí cực kỳ ổn trên chiếc màn hình này. Các nhu cầu liên quan đến làm việc về màu sắc này, edit video này, thiết kế này thì với thông số đo đạc ở trên thì màu sắc gần như là chuẩn, với độ sai lệch màu sắc thấp, các bạn có thể làm được việc ở trên Acer Nitro 5 này. Điểm đặc biệt nhất thì cũng như đã nói ở đầu video thì Nitro 5 phiên bản mới nhất này đã được trang bị Win 11 chính thức. Chúng ta sẽ có một giao diện mới này, logo mới này, các biểu tượng của file cũng mới và thanh taskbar ở dưới thì được chuyển ra ở giữa thay vì ở góc trái màn hình, thay đổi toàn bộ màu sắc khác hẳn luôn so với Win 10. Nói chung là nhìn đồ họa đẹp hơn, màu sắc tươi mới hơn, rất là xứng đáng để các bạn nâng cấp lên Win 11 nhé. Giao diện đẹp rồi thì cấu hình chắc chắn là laptop gaming nào các bạn cũng sẽ quan tâm. Với mức giá chỉ hơn 25 triệu đồng thì các bạn sẽ có là Intel Core i5 11400H, 8GB RAM có thể nâng cấp tối đa là 32GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Hiện tại thì RAM đang là 8GB và để có thể đáp ứng tốt nhu cầu chơi game cũng như là các tác vụ nặng khác thì mình đã nâng cấp thêm một thanh RAM nữa để có thể test hiệu năng cho các bạn. Và cùng xem qua phần test hiệu năng nhé. Acer thì luôn tự hào với khả năng tản nhiệt của mình, thế nên là nhiệt độ của máy khá là thấp. Chính vì thế thì khi bung hết hiệu năng thì Nitro 5 cũng rất là ổn định nếu các bạn chơi game hay là làm các công việc đồ họa nặng trong một thời gian dài nhé. Bàn phím thì sẽ được trang bị LED RGB 4 vùng, có thể tùy chỉnh các thiết lập màu sắc và nhiều hiệu ứng dễ dàng ngay trên phần mềm NitroSyn được tích hợp sẵn. Cụm phím như là WASD và 4 phím điều hướng thì được làm nổi bật hơn, cùng với phím cách thì được thiết kế lớn hơn cho việc chơi game của các bạn diễn ra rất là dễ dàng. Vì là laptop gaming thế nên là phần touchpad sẽ có trải nghiệm vừa đủ trong trường hợp là các bạn không có chuột. Các bạn vẫn nên sử dụng chuột rời để có thể mang lại trải nghiệm chơi game một cách tốt nhất. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có cổng nguồn được đặt ở phía đằng sau, các cổng còn lại đặt ở hai bên, bao gồm là một cổng HDMI, một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt, ba cổng USB Type-A, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo. Cuối cùng thì sẽ là chế độ bảo hành. Với chính sách bảo hành 3S1 siêu nhanh trong vòng 3 ngày kể cả thứ bảy và chủ nhật thì trong 3 ngày đấy sẽ một đổi một sản phẩm mới có giá trị tương đương hoặc là cao hơn, cực kỳ tiện lợi và luôn nghĩ cho khách hàng của Acer. Thì tất tần tật các chính sách bảo hành này, link sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình cũng sẽ để ngay dưới phần link mô tả phía dưới video nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.